Chương trình chiều hôm nay gồm có Donald Trump là tổng thống Hoa Kỳ thứ 47, bất chấp mọi trong gai. Đảng Cộng Hòa giành quyền kiểm soát Thượng viện. Elon Musk tiết lộ VAC America tiếp tục hoạt động. Vũ khí tầm xa Ukraine có thể tấn công 1 phần 3 kho vũ khí hạt nhân của Nga. Nga phóng hai vệ tinh của Iran vào quỹ đạo, Benjamin Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Trung Quốc ngăn chặn kế hoạch của Anh tại Bắc Kinh. Hai công dân Trung Quốc bị bắn ở Pakistan. Tất cả đều có trong bản tin chiều nay. Kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tin hoa. Diệu Huyền xin kính chúc quý vị có một buổi chiều an lành. Nghe sau đây là các bản tin trong ngày. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã có bài phát biểu trước những người ủng hộ ông trên toàn quốc vào sáng sớm thứ Tư, sau khi giành được hơn 270 phiếu đại cử tri. Tuyên bố ông sẽ lãnh đạo thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ sau khi phát động phong trào chính trị vĩ đại nhất mọi thời đại. Tôi tin rằng đây là phong trào chính trị vĩ đại nhất mọi thời đại. Chưa từng có điều gì giống như thế này ở đất nước này và có thể là cả sau này nữa. Và giờ đây nó sẽ đạt đến một tầm quan trọng mới vì chúng ta sẽ giúp đất nước chữa lành. Ông Trump phát biểu vào lúc gần 2 giờ 30 sáng thứ tư. Chúng tôi sẽ giúp đất nước của chúng tôi ở đây. Chúng tôi có một đất nước cần được giúp đỡ và nó rất cần được giúp đỡ. Chúng tôi sẽ sửa chữa biên giới của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sửa chữa mọi thứ về đất nước của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tạo nên lịch sử vì một lý do đêm nay và lý do đó sẽ chỉ là như vậy. Chúng tôi đã vượt qua những trở ngại mà không ai nghĩ là có thể. Ông nói thêm trong tiếng reo hò từ đám đông. Ông Trump lên sân khấu sau khi Fox News đưa tin, thông tin ông giành chiến thắng tại tiểu bang chiến trường quan trọng Pennsylvania, Wisconsin, Georgia và Bắc Carolina. Ông đã giành được hơn 270 phiếu đại cử tri vào khoảng 1 giờ 45 sáng, chính thức đánh bại bà Harris. Ông Trump cho biết ông sẽ dẫn đầu thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ sau khi nhậm chức. Mỗi công dân, tôi sẽ chiến đấu vì các bạn, vì gia đình của các bạn và tương lai của các bạn mỗi ngày tôi sẽ đều chiến đấu vì bạn và với mỗi hơi thở trong cơ thể mình tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng ta mang lại một nước mỹ hùng mạnh an toàn và thịnh vượng mà con em chúng ta xứng đáng được hưởng và các bạn xứng đáng được hưởng đây thực sự sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước mỹ đó là những gì chúng ta phải có đây là một chiến thắng vĩ đại cho người dân mỹ cho phép chúng ta làm cho nước mỹ vĩ đại trở lại ông nói Ông Trump được gia đình vây quanh khi phát biểu trước những người ủng hộ, bao gồm cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump và con trai Barron Trump. Tổng thống đắc cử đã mời CEO UFC Dana White lên sân khấu phát biểu và dành lời khen ngợi cho Elon Musk cũng như tay góp chuyên nghiệp Bryson DeChambeau chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ an toàn, vững mạnh, thịnh vượng, hùng mạnh và tự do trở lại. Và tôi kêu gọi mọi công dân trên khắp đất nước hãy cùng tôi tham gia vào nỗ lực cao cả và chính nghĩa này." Ông Trump nói, tổng thống đắc cử lưu ý rằng sau khi giành chiến thắng ở Bắc Carolina, Georgia, Pennsylvania và Wisconsin, ông vẫn có cơ hội giành chiến thắng ở các tiểu bang khác như Arizona và Michigan. Tổng thống El Salvador, Nayib Bukele, là nguyên thủ đầu tiên trên thế giới chúc mừng ông Donald Trump trở thành tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và vợ Sarah chúc mừng cựu tổng thống Hoa Kỳ rằng xin chúc mừng sự trở lại vĩ đại nhất trong lịch sử. Ông nói trong một tuyên bố bằng tiếng Anh, được viết theo phong cách hoa trưng đặc trưng của ông Trump. Cuộc bầu cử năm 2024 đầy rẫy những diễn biến bất ngờ, bao gồm một nỗ lực ám sát ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và việc tổng thống đương nhiệm rút lui khỏi cuộc đua 3 tháng trước khi bỏ phiếu, khiến đây trở thành một trong những cuộc bầu cử bất thường nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Có lẽ điều nổi bật nhất về cuộc bầu cử độc đáo này là sự kiên trì của ông Trump trong việc tranh cử, bất chấp nhiều trở ngại pháp lý mà ông phải đối mặt trên con đường trở lại tòa Bạch Ốc. Chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử của ông Donald Trump là sự phủ nhận đảng Dân Chủ Joe Biden và Kamala Harris với lợi thế hơn 2-1 về nguồn lực tài chính, chức vụ phó tổng thống và sự ủng hộ của giới tinh hoa tài chính và chính trị trên khắp đất nước. Việc Donald Trump giành chiến thắng thuyết phục, bất chấp quyết định rõ ràng đã bị sao nhãn trong tuần qua, nói lên rất nhiều điều về thông điệp mà cử tri Mỹ đã gửi đi trong cuộc bầu cử này nói cách khác, cử tri muốn một chính sách kinh tế mới nhấn mạnh vào chính phủ nhỏ hơn, bãi bỏ quy định và thuế thấp hơn. Họ muốn bức tường được hoàn thành và tình trạng nhập cư bất hợp pháp bị loại bỏ càng nhiều càng tốt, và họ muốn vấn đề tội phạm được giải quyết một cách cơ bản và có hệ thống. William Mcginn, người từng là giám đốc biên soạn bài phát biểu của tòa bạch ốc cho Tổng thống George Bush từ năm 2006 đến năm 2008, đã viết trong một bài xã luận trên tờ Wall Street Journal vào thứ hai ai khác có thể sống sót sau hai cuộc luận tội, các cuộc điều tra của Ủy ban Quốc hội, hai công tố viên đặc biệt, đối diện 91 cáo buộc hình sự của tiểu bang và liên bang, và một phản ứng dữ dội từ chính đảng của ông, bao gồm cả từ cựu phó tổng thống và một chánh văn phòng của ông. Ông cũng đề cập rằng những nỗ lực dán nhãn Trump là phát xít, gọi những người ủng hộ ông là một lũ phát xít mới, thúc đẩy lời kể về sự thông đồng với Nga đã không thay đổi được quan điểm của người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là sự nổi tiếng bất ngờ của ông Trump trong số những cử tri da màu cũng như những người Mỹ Latin có truyền thống ủng hộ Đảng Dân chủ. McCain tin rằng, bất kể ông Trump có khuyết điểm gì, những người ủng hộ ông đều coi Biden và Harris tệ hơn vì họ có thể dựa vào phương tiện truyền thông và nhiều tổ chức quan trọng nhất của quốc gia để hỗ trợ họ. Thưa quý vị, Đảng Cộng Hòa đã giành quyền kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ tại Quốc hội khóa 119 bằng cách giành chiến thắng trong các cuộc đua chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2024, một kết quả sẽ ảnh hưởng đáng kể đến nền chính trị Hoa Kỳ trong hai năm tới. Theo tính toán của Fox News và Reuters, Đảng Cộng Hòa sẽ giành được 51 ghế ở Thượng viện, trong khi Đảng Dân Chủ đến nay chỉ giành được 43 ghế. Tại Hạ Viện, Đảng Cộng hòa cũng dẫn trước Đảng Dân chủ, họ giành được 176 ghế so với 139 ghế của Đảng Dân chủ. Để giành được đa số tại Hạ Viện, phải giành được 218 ghế. Trước cuộc bầu cử này, Đảng Dân chủ có lợi thế hơn một chút tại Thượng viện, 51 ghế so với 49, còn Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện, 220 ghế so với 212. Do đại diện Mike Johnson đứng đầu, Đảng Cộng hòa mất đa số tại Thượng viện vào năm 2020. Theo dữ liệu mới nhất, các đại diện của đảng sẽ giành được hai ghế mà trước đây do Đảng Dân chủ nắm giữ. Bernie Moreno đã đánh bại Thượng nghị sĩ Sarah Brown từ Ohio và Jim Justice đã giành được chiến thắng ở Tây Virginia và giờ sẽ thay thế vị trí nghỉ hưu của Thượng nghị sĩ Joe Martin. Khi ông Donald Trump của đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với quyền kiểm soát Thượng viện, việc thông qua đạo luật do GOP bảo trợ sẽ dễ dàng hơn nhiều thưa quý vị giám đốc điều hành của Tesla và PayX tỷ phú Elon Musk cho biết vào đêm bầu cử rằng ông có kế hoạch tiếp tục hoạt động chính trị trong suốt cuộc bầu cử tổng thống cho đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 American APC sẽ tiếp tục hoạt động sau cuộc bầu cử này và chuẩn bị cho các cuộc bầu cử giữa kỳ và bất kỳ cuộc bầu cử trung gian nào cũng như xem xét các cuộc bầu cử ở cấp công tố viên quận và cấp tư pháp ông musk phát biểu trên x hôm thứ ba ông elon musk đã đóng vai trò tích cực trong chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống và đã giúp vận động cho ông trump tại các tiểu bang chiến trường quan trọng như nevada arizona Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia và Bắc Carolina. Ông Musk đã gây chú ý trong chiến dịch tranh cử ở Pennsylvania để ủng hộ chiến dịch của ông Trump, bao gồm việc cung cấp 1 triệu đô la mỗi ngày cho các cử tri ở các tiểu bang dao động, ký vào bản kiến nghị của Ủy ban Hành động Chính trị của ông ủng hộ hiến pháp. Ông Musk đã trả ít nhất 118 triệu đô la cho America PAC. Tờ The Washington Post đưa tin, ông cũng đã giành đêm bầu cử với cựu tổng thống ở Florida. Ông Donald Trump, giữa chiến thắng chưa được công bố trong cuộc đua giành chức tổng thống Hoa Kỳ, đã ca ngợi tỷ phú Elon Musk trong bài phát biểu của mình. Ông Trump bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Musk. Ông Trump nói, Elon Musk là một người tuyệt vời. Chúng ta có một ngôi sao mới, một ngôi sao đã ra đời. Thưa quý vị, UAV và hỏa tiễn tầm xa mà Ukraine sở hữu có thể tấn công một số lượng lớn kho hạt nhân của Nga. Khoảng 1 phần 3 kho vũ khí hạt nhân của Nga đang ở trong tình trạng bấp bênh. Theo ấn phẩm Foreign Affairs, khoảng 30% trong số khoảng 5.580 đầu đạn hạt nhân của Nga được cất giữ trong các khu vực nằm trong tầm bắn của vũ khí tầm xa Ukraine. Các nhà báo lưu ý rằng vì UAV của Ukraine đã bay tới Moscow, nên có ít nhất 14 cơ sở lưu trữ hạt nhân của Nga trong phạm vi hoạt động của chúng, trong đó có ít nhất hai địa điểm cách biên giới với Ukraine dưới 160 km, năm nơi khác nằm cách biên giới của Ukraine chưa đầy 320 km. Trang Foreign Affairs lưu ý rằng việc Nga miễn cưỡng bảo đảm an toàn hợp lý kho vũ khí hạt nhân của mình ở phía tây đất nước gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng. Như các nhà báo đã giả định, Nga có thể từ chối di chuyển kho vũ khí hạt nhân của mình ra xa biên giới vì một số lý do. Một trong số đó là ông Putin miễn cưỡng thể hiện sự yếu kém. Và thứ hai là sự thiếu nhận thức của giới lãnh đạo Nga về mối nguy hiểm của việc cất giữ đầu đạn như vậy. Trước đó vào tháng 5, một UAV của Ukraine đã lập kỷ lục mới. Nó bay hơn 1.800 km và đông vào trạm radar tầm xa Voronezh-M đặt tại Osh ở Nga. Ngay sau đây, kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác đến từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga đưa tin, Nga đã phóng hỏa tiễn Soyuz vào sáng sớm thứ ba, mang theo 55 vệ tinh nhỏ, trong đó có hai vệ tinh của Iran. Roscosmos cho biết, tổng cộng có 51 vệ tinh của Nga, một thiết bị Nga Trung Quốc và một vệ tinh Nga Zimbabwe đã được đưa vào quỹ đạo, cũng như hai vệ tinh của Iran. ISW trước đây đã đánh giá rằng Iran có khả năng sử dụng các vệ tinh này cho các hoạt động ở nước ngoài. Theo đại sứ Iran tại Nga, Kazem Jalali, hai vệ tinh của Iran, Koushar, một vệ tinh hình ảnh có độ phân giải cao và Hot Hot, một vệ tinh liên lạc nhỏ, nằm trong số các vệ tinh được Soyuz mang theo. Các vệ tinh của Iran là vệ tinh đầu tiên được phóng thay mặt cho khu vực tư nhân của nước này. IRNA cho biết Chúng được thiết kế và chế tạo bởi công ty Omid Faza, công ty bắt đầu thiết kế vệ tinh vào năm 2019. Vệ tinh Trispa-Atuk của sinh viên Nga Trung cũng được đưa vào không gian trong vụ phóng này. Vào tháng 2, Nga đã phóng lên vũ trụ một vệ tinh nghiên cứu của Iran, có chức năng quét địa hình của Iran từ quỹ đạo. Thành viên cấp cao của FDD, B-5B phát biểu với Iran International rằng chương trình không gian của Iran là vỏ bọc cho khả năng tấn công tầm xa của chế độ này và là con đường dẫn đến việc sở hữu hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM có thể được sử dụng để đe dọa lãnh thổ Hoa Kỳ và lục địa châu Âu. Thưa quý vị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant một nhân vật được nhiều đồng minh quốc tế của israel coi là lực cản đối với các thành phần cực hữu trong chính phủ liên minh của nước này gây ra các cuộc biểu tình trên khắp israel ông netanyahu cho biết trong một tuyên bố video vào cuối ngày thứ ba rằng những lỗ hổng đáng kể trong việc xử lý trận chiến ở gaza đã xuất hiện vào thời điểm đỉnh điểm của một cuộc chiến cần có sự tin tưởng hoàn toàn giữa thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng trong những tháng gần đây sự tin tưởng giữa tôi và bộ trưởng quốc phòng đã bị tổn hại ông nói Động thái này đã thúc đẩy các cuộc biểu tình trên khắp cả nước. Ông Israel Kass, một thành viên đảng Likud, hiện đang giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, sẽ thay thế ông Gallant. Trong vòng vài giờ, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập ở trung tâm Tel Aviv, đánh trống và chặn đường cao tốc chính của thành phố. Khoảng 1.000 người biểu tình bên ngoài nhà của ông Netanyahu ở Jerusalem, trong khi các cuộc biểu tình và rào chắn đường cũng nổ ra ở những nơi khác trên khắp đất nước. Một số người biểu tình được cho là đã đụng độ với cảnh sát Ông Netanyahu đã bất đồng quan điểm với ông Garland kể từ khi liên minh mới nhất của ông nhậm chức vào cuối năm 2022, khi Bộ trưởng Quốc phòng trở thành nhân vật chính phủ cấp cao duy nhất phản đối các cải cách tư pháp. Thưa quý vị, tờ báo Guardian đưa tin, Trung Quốc đang chặn các yêu cầu xây dựng lại đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh, trong khi số phận của đại sứ quán gây tranh cãi ở phía Đông London vẫn đang được quyết định. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng nhà ở bà Angela Rayner đang phải đối mặt với quyết định gây căng thẳng về mặt chính trị là có nên chấp thuận kế hoạch xây dựng Đại sứ quán Trung Quốc mới tại Royal Mint Court hay không. Chính phủ Trung Quốc đã phản đối yêu cầu của Anh về việc tiến hành tái thiết toàn diện Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh trong ít nhất một năm, với lý do rằng các đề xuất của họ ở phía đông London đã bị chặn. Ba nguồn tin từ Anh hiểu biết về các cuộc đàm phán cho biết, Đại sứ quán đã trở thành vấn đề hàng đầu của Trung Quốc trong mối quan hệ với Anh. Trung Quốc muốn xây dựng một khu phức hợp khổng lồ trên diện tích đất 20.000 20 m2 tại Royal Mint Court, một di tích lịch sử gần Tháp London mà họ đã mua cách đây 6 năm. Hội đồng Tower Hamlets đã từ chối cấp phép quy hoạch cho đại sứ quán vào năm 2022 vì lý do lo ngại về an ninh và sự phản đối của người dân. Đáp lại, đảng bảo thủ cho biết cho đến khi điều đó được thực hiện, đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh sẽ không di chuyển, căn cứ để từ chối khá là vô lý. Nguyên nhân họ tức giận chỉ vì giấy phép quy hoạch cho Đại sứ quán Trung Quốc tại Lên Đinh bị từ chối. Thưa quý vị, vào hôm 5 tháng 11, một vụ nổ súng đã xảy ra tại một xưởng may ở thành phố Karachi, trung tâm thương mại của Pakistan, khiến hai công dân Trung Quốc bị thương. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công nhằm vào công dân Trung Quốc tại Pakistan. Chưa có ai hoặc tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm, cũng như chưa có thông tin chi tiết chính thức nào về vụ việc được xác nhận. Giám đốc cấp cao Faizan Ali nói với báo Reuters, một công dân Trung Quốc đã bị bắn nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Những cuộc tấn công vào công dân Trung Quốc xảy ra thường xuyên ở Pakistan. Chỉ trong năm nay, những vụ tương tự đã xảy ra nhiều lần. Nhưng những người theo chủ nghĩa dân tộc Baloch đã nhiều lần tuyên bố, đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ liên bang chiếm đoạt tài sản thiên nhiên của họ, khiến người dân địa phương không có cơ hội sử dụng tài nguyên của chính mình. Điều này đã làm nảy sinh hơn một chục nhóm ly khai. Sự thù địch của họ đối với các dự án của Trung Quốc đã trở nên bạo lực. Trước kia, một số nhóm ly khai Palot đã tuyên bố tấn công vào các dự án có liên quan đến đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện tại, có khoảng hàng nghìn công nhân Trung Quốc đang làm việc tại Pakistan. Hầu hết đều tham gia vào dự án vành đai và con đường của đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 8 năm ngoái, gần cảng Gwadar ở Pakistan, đoàn xe hộ tống các kỹ sư Trung Quốc đến địa điểm dự án đã bị quân giải phóng Balochistan tấn công, gây ra nhiều thương vong. Xin cảm ơn biên tập viên Y Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tổng hợp đến đây đã kết thúc. Diệu Huyền một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.